Alo, vâng, em là chủ homestay ạ. Vâng ạ. Anh là khách đặt phòng ngày mai mà. Em tưởng anh mai mới đến. Em không bố trí được người xuống mở khóa cho anh được ạ. Anh thông. Alo. Alo, em à, thôi em cố gắng đợi khách một tí nhá. Cái đi, vợ em tiêm mũi lỗi á. Được rồi, hẹn nhau ở chỗ giữa nhá. Khốn khổ khốn nạn đến thân tôi. Thank you.